cậu ở bên dưới chờ anh. Cái đó là cái mà hình như là khán giả mà thân thuộc của phòng trà Không Tên thì ai cũng biết, muốn mời Lê Quang lên sân khấu thì trước tiên hình như phải để sẵn một chai rượu ở một cái bàn ở một góc nào đó, thưa quý vị. Và còn bây giờ thì anh Lê Quang và Dương Quốc Hưng làm gì trên sân khấu thì Quỳnh Trâm xin nhường sân khấu lại cho hai người. Dạ. Cảm ơn Quỳnh Trâm. Lê Quang gì xin nói một điều là Lê Quang cũng hoạt động âm nhạc cũng rất nhiều năm, và hôm nay ra mắt một CD của một đứa em, thì Lê Quang hy vọng rằng tất cả những người có mặt ở đây và những khán giả sắp tới sẽ ủng hộ cho Dương Quốc Hưng. Xin cảm ơn các chị. Xin cảm ơn anh ạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm cũng nằm trong CD của Hưng của nhạc sĩ Lê Quang, được mang tên Lời Từ Biệt Tình Yêu. Xin vị cùng lắng nghe. Oh.
hôm nay rất nhiều. Một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Lê Quang đây ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Một bài hát tiếp theo mà Hưng muốn gửi tới quý vị, một bài hát nằm trong album của Hưng, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa được mang tên Một Mai Em Đi. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát này qua phần cùng nhà múa Vinh Họa của vũ đoàn ABC.